Chào đón quý vị và các bạn đến với bản tin trên kênh Thời sự nhanh. Trong vòng 24 giờ qua, quý vị quan tâm nhất đến thông tin nào? Hãy cập nhật với chúng tôi trong phần điểm tin chính ngay sau đây. Nếu lịch sử thành môn bắt buộc sẽ kéo theo những thay đổi gì? Quý vị thân mến, chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ được triển khai đối với lớp 10 vào năm học 2022-2023 và áp dụng cuốn chiếu cho những năm học tiếp theo của lớp 11 và lớp 12. Học sinh học 7 môn và hoạt động giáo dục bắt buộc và được chọn 5 môn khác từ 3 nhóm môn, mỗi nhóm chọn ít nhất một môn: khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, công nghệ và nghệ thuật. Riêng nhóm môn khoa học xã hội, lịch sử là môn lựa chọn khiến dư luận tranh cãi trái chiều chưa có hồi kết. Ngày 22 tháng 5, 2022, phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội đã báo cáo về việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới với môn lịch sử bậc trung học phổ thông. Tại cuộc họp, Ủy ban Văn hóa Giáo dục nêu quan điểm cho rằng đa số các ý kiến không đồng tình đối với việc đưa môn lịch sử cấp trung học phổ thông thành môn lựa chọn. Ủy ban Văn hóa Giáo dục đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến đông đảo của cử tri, các tầng lớp nhân dân theo hướng quy định lịch sử là môn học bắt buộc đối với cấp trung học phổ thông với khối lượng kiến thức phù hợp, thiết kế bao gồm khối lượng kiến thức lịch sử, phần bắt buộc và khối lượng kiến thức định hướng nghề nghiệp, phần lựa chọn. Là giáo viên đang dạy bậc trung học phổ thông, tôi đã đọc kỹ chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn lịch sử thì thấy rằng phải sửa lại chương trình sách giáo khoa mới nếu môn lịch sử từ lựa chọn thành bắt buộc vì một số lý do sau đây. Thứ nhất, việc thay đổi lịch sử từ môn học lựa chọn thành môn học bắt buộc không phải cứ muốn là được mà phải tuân thủ theo nghị quyết Trung ương, nghị quyết của Quốc hội và thông tư ban hành chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể, ngày 4 tháng 11, 2013, Ban chấp hành Trung ương ban hành nghị quyết 29NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp đến ngày 28 tháng 11, 2014, Quốc hội ban hành nghị quyết 88-2014-QH13 về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Giai đoạn giáo dục cơ bản gồm cấp tiểu học 5 năm và cấp trung học cơ sở 4 năm và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp cấp trung học phổ thông 3 năm. Tiếp theo, ngày 26 tháng 12, 2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra thông tư số 32-2018-TT-BGDT ban hành chương trình giáo dục phổ thông, được coi là pháp lệnh trong tổ chức dạy học. Thứ hai, cho đến thời điểm này, các trường trung học phổ thông trên cả nước đều xây dựng xong một số tổ hợp nhằm giúp học sinh, phụ huynh học sinh chọn lựa sau khi thi xét tuyển sinh 9 lên 10. Nếu quyết định đưa lịch sử thành môn học bắt buộc, thì các tổ hợp môn đều có môn lịch sử. Các nhà trường phải tính toán lại để thiết kế các tổ hợp phù hợp với nhân sự và điều kiện của từng đơn vị. Việc xây dựng các tổ hợp môn đều có môn lịch sử không phải dễ dàng thực hiện một sớm một chiều vì liên quan đến việc đưa học sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển vào đại học sau này. Nhà trường cần biết việc thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đại học thay đổi như thế nào vào thời gian tới thì mới có cơ sở tư vấn chính xác cho học sinh, phụ huynh, học sinh, nhưng hiện thì những thông tin này vẫn chưa có. Thứ ba, mục quan điểm xây dựng chương trình 2018 môn lịch sử nêu rõ, chương trình bảo đảm nguyên tắc tích hợp cao ở các lớp học dưới, phân hóa dần ở các lớp học trên, kết nối chặt chẽ giữa các cấp học, giữa các lớp học trong từng cấp học và liên thông với chương trình giáo dục nghề nghiệp và chương trình giáo dục đại học. Như thế, nếu lịch sử là môn học bắt buộc, dạy đại trà thì làm sao có thể sao chép chương trình của môn học lựa chọn theo hướng phân hóa sâu sang dạy cho tất cả học sinh. Bởi môn lịch sử ở bậc trung học phổ thông được thiết kế thành các chủ đề chuyên sâu, khó hơn, mang tính định hướng nghề nghiệp cho những học sinh lựa chọn. Nếu ép tất cả học sinh phải học chương trình khó hơn thì lợi bất cập hại, thậm chí có thể khiến nhiều em chán môn lịch sử hơn. Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông 2018 cũng đã nhiều lần khẳng định rằng, ở cấp trung học phổ thông, chương trình môn lịch sử là chương trình chuyên sâu giúp những học sinh có định hướng học các ngành khoa học xã hội và nhân văn tiếp cận nghề nghiệp tương lai. Thứ tư, nếu lịch sử trở thành môn bắt buộc thì sẽ phải sửa lại chương trình từ lớp 6 đến lớp 12, chứ không chỉ sửa ở bậc trung học phổ thông là xong, phải biên soạn lại theo mạch liên thông của hai bậc học này. Theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, ở cấp trung học cơ sở, môn lịch sử và địa lý gồm các nội dung giáo dục lịch sử, địa lý và một số chủ đề liên môn, đồng thời lồng ghép tích hợp kiến thức ở mức độ đơn giản về kinh tế, văn hóa, khoa học, tôn giáo. Còn đến lớp 10, lịch sử giúp học sinh nắm được những đặc điểm tổng quát của khoa học lịch sử, các ngành nghề có liên quan tới lịch sử, khả năng ứng dụng kiến thức lịch sử trong đời sống, củng cố và mở rộng nền tảng tri thức, kỹ năng phổ thông cốt lõi đã hình thành ở giai đoạn giáo dục cơ bản thông qua các chủ đề và chuyên đề học tập về những vấn đề cơ bản của lịch sử, tạo cơ sở vững chắc để học sinh có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, phù hợp.
ở lớp 11 và lớp 12, môn lịch sử chú trọng đến các chủ đề và chuyên đề về học tập các lĩnh vực của sử học như lịch sử chính trị, lịch sử kinh tế, lịch sử văn minh, lịch sử văn hóa, lịch sử quân sự và lịch sử xã hội, sự tương tác và hội nhập của Việt Nam vào khu vực và thế giới. Cá nhân tôi thấy rằng việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 có những ưu điểm và khuyết điểm nhất định. Ưu điểm thì cần phải phát huy, còn khuyết điểm thì phải có những phân tích, đánh giá mang tính toàn diện và đưa ra được những giải pháp rõ ràng. Từ vụ Việt Á, cán bộ phụ trách mua sắm trang thiết bị tại bệnh viện rất sợ sai. Kính thưa quý vị, khi đối thoại với Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, nhiều nhân viên chuyên trách công tác mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế của các bệnh viện công lập trên địa bàn cho biết họ rất sợ sai và mong muốn sớm có hướng dẫn rõ ràng công việc mua sắm này. Tại cuộc đối thoại chiều ngày 10 tháng 6, các bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư đã mạnh dạn bộc lộ ra những suy nghĩ, nhất là những khó khăn, lo lắng rất cần được sự hỗ trợ, hướng dẫn của các cơ quan chức năng, nhất là cần có một hành lang pháp lý rõ ràng hơn để bảo vệ nhân viên y tế. Họ cho rằng trong giai đoạn hiện nay, việc mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế rất nhạy cảm. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua buổi lắng nghe và trao đổi, lãnh đạo Sở Y tế nhận thấy tâm lý phổ biến của các trưởng phòng vật tư, trang thiết bị y tế của các bệnh viện rất dễ nhận ra đó là sự lo lắng, thậm chí là hoang mang với công việc được giao. Hiện nay, người phụ trách mua sắm y tế tại các bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu là bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư. Họ cho biết phải đứng trước hai yêu cầu chính đáng nhưng luôn đối nghịch nhau. Một mặt họ phải lắng nghe và đáp ứng yêu cầu của các nhà chuyên môn trong bệnh viện là luôn có những vật tư, thiết bị y tế tốt nhất, phục vụ công tác chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân. Mặt khác, họ phải tuân thủ yêu cầu của ban giám đốc bệnh viện, nhất là phải giải trình với các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý nhà nước như các đoàn kiểm toán, thanh tra về xây dựng giá dự toán khi đấu thầu mua sắm để đảm bảo giá mua phải là giá thấp nhất. Một trưởng phòng vật tư trang thiết bị y tế chia sẻ, nếu được lựa chọn vẫn muốn làm chuyên môn hơn là công việc hiện tại. Mặc dù tuân thủ phân công của đơn vị nên cố gắng hết sức làm đúng quy định, tuy nhiên công việc hiện tại rất áp lực, đòi hỏi phải đầu tư nhiều thời gian, kiểm tra thẩm định hồ sơ thật kỹ. Dù đã nghiên cứu kiểm tra kỹ, nhưng khi tiến hành mua sắm vẫn sợ sai mà không biết, vì các hướng dẫn chưa bao phủ hết các tình huống trong thực tế. Một cán bộ khác cũng cho rằng, công việc không hề đơn giản trong bối cảnh hành lang pháp lý, cụ thể là các thông tư hướng dẫn cho công tác mua sắm chưa đáp ứng được các tình huống đa dạng từ phía thực tiễn. Lãnh đạo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục kiến nghị Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan ban hành các văn bản hướng dẫn về quy trình xây dựng danh mục, cách lập dự toán, xây dựng cấu hình nhằm tạo hành lang pháp lý, hạn chế tình trạng sai phạm trong công tác đấu thầu mua sắm. Sở cũng trình Ủy ban Nhân dân thành phố đề án thành lập trung tâm mua sắm tập trung thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, mục đích là đảm bảo không gián đoạn cung ứng. Sau cuộc gặp với những người chịu trách nhiệm mua sắm trang thiết bị cho bệnh viện, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh dự kiến duy trì chương trình lắng nghe và trao đổi với nhân viên y tế. Từ những cuộc gặp gỡ này, Sở sẽ trao đổi, điều chỉnh những vấn đề chưa tốt hoặc có những giải pháp tạo động lực cho nhân viên y tế nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân. Chưa thể tuyên án đối với ông Trần Vĩnh Tuyến do có nhiều tình tiết phức tạp. Kính thưa quý vị, do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài, chưa thể tuyên án đối với ông Trần Vĩnh Tuyến và đồng phạm. Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ tuyên án đối với cựu phó chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến và các đồng phạm. Tuy nhiên sau đó chủ tọa thông báo do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp cần thêm thời gian nghiên cứu, đánh giá. Đồng thời bị cáo Trần Trọng Tuấn, cựu giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có kháng cáo kêu oan, hội đồng xét xử cần thêm thời gian để xem xét thêm về nội dung kháng cáo kêu oan của bị cáo nên quyết định sẽ nghị án kéo dài tới ngày 15 tháng 6 sẽ tuyên án. Trước đó, tại phần xét hỏi, ông Trần Vĩnh Tuyến khẳng định bản thân không có vụ lợi mà chỉ sai do sơ suất, không phải biết sai mà vẫn làm. Lý giải về thiếu sót chưa làm hết trách nhiệm của bản thân, bị cáo khẳng định biết rõ các quy định pháp luật, biết các văn bản sở ngành tham mưu có trong hồ sơ, có đọc hồ sơ, xem kết luận thanh tra đối với Sacri mới ký nhưng vẫn xảy ra sai sót. Bị cáo Trần Trọng Tuấn cho rằng mình bị oan, bản án sơ thẩm đã không phân biệt được các thủ tục pháp lý trong việc chuyển nhượng các dự án bất động sản để xác định rõ ràng trách nhiệm của các cá nhân nên đã làm oan cho tôi, bị cáo Tuấn khẳng định. Theo bị cáo Tuấn, việc chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp không phải là đấu giá công khai. Bản án sơ thẩm cho rằng việc chuyển nhượng vốn phải thực hiện đấu giá là không đúng. Theo quy định, việc chuyển nhượng vốn thực hiện ở các công ty trách nhiệm hữu hạn khi rút vốn về mới phải đấu giá, còn Sagri chuyển nhượng dự án nhà ở tại khu phố 4 cho công ty Phong Phú là hình thức hợp tác đầu tư chứ không phải rút vốn.
Lý giải về thiếu sót chưa làm hết trách nhiệm của bản thân, bị cáo khẳng định biết rõ các quy định pháp luật, biết các văn bản sở ngành tham mưu có trong hồ sơ, có đọc hồ sơ, xem xét kết luận thanh tra đối với Sagri mới ký nhưng vẫn xảy ra sai sót. Bị cáo Trần Trọng Tuấn cho rằng mình bị oan, bản án sơ thẩm đã không phân biệt được các thủ tục pháp lý trong việc chuyển nhượng các dự án bất động sản để xác định rõ ràng trách nhiệm của các cá nhân nên đã làm oan cho tôi, bị cáo Tuấn khẳng định. Theo bị cáo Tuấn, việc chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp không phải là đấu giá công khai. Bản án sơ thẩm cho rằng việc chuyển nhượng vốn phải thực hiện đấu giá là không đúng. Theo bản án sơ thẩm, khi dự án khu nhà ở tại khu phố 4, phường Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh xây được 80% công trình hạ tầng kỹ thuật, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước, chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, chưa có phương án kế hoạch thoái vốn tại dự án được cấp quyền phê duyệt, ông Trần Vĩnh Tuyến vẫn ký quyết định chấp thuận chuyển nhượng dự án trên cho Tổng Công ty Phong Phú. Quyết định này của ông Trần Vĩnh Tuyến đã tạo điều kiện để ông Lê Tấn Hùng và đồng phạm thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án trái quy định pháp luật khi không tiến hành thẩm định giá, xác định giá trị chuyển nhượng theo giá thị trường, gây thiệt hại 672 tỷ đồng. Ngoài hành vi chuyển nhượng dự án trái quy định, năm 2016, ông Lê Tấn Hùng còn chỉ đạo cấp dưới lập 10 hồ sơ khống cho các cán bộ công nhân viên đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở 16 nước để chiếm đoạt 13 tỷ đồng. Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc CDC. Kính thưa quý vị, Thanh tra tỉnh Bình Thuận vừa có kết luận về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh. Cụ thể, trong năm 2020 và 2021, CDC tỉnh Bình Thuận đã bố trí nguồn kinh phí để mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch COVID-19 với tổng kinh phí là 198 tỷ đồng cho 53 gói thầu. Giá trị hợp đồng đã thực hiện là 190 tỷ đồng đối với các gói thầu sau. Gói thầu 1, mua sắm test nhanh xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 phục vụ phòng chống dịch, hình thức chỉ định thầu rút gọn, giá trúng thầu là 945 triệu đồng. Nhà thầu trúng thầu, công ty trách nhiệm hữu hạn Trung tâm Kiểm tra Sức khỏe Chìa khóa vàng. Gói thầu 2, mua sắm môi trường vận chuyển virus 3ml và que phết thu mẫu tị hầu, tiệt trùng từng cái, hình thức chỉ định thầu rút gọn, giá trúng thầu hơn 1,8 tỷ đồng. Nhà thầu trúng thầu, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tổng hợp Song Anh. Gói thầu 3, mua sắm bộ môi trường vận chuyển bệnh phẩm 6ml, hình thức chỉ định thầu rút gọn, giá trúng thầu là 6,3 tỷ đồng. Nhà thầu trúng thầu, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ trang thiết bị y tế Thăng Long. Gói thầu số 4, mua sắm test nhanh xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2, hình thức chỉ định thầu rút gọn, giá trúng thầu 9,9 tỷ đồng. Nhà thầu trúng thầu, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Thế giới Thương mại Thiên Phúc. Gói thầu 5, mua sắm que phết thu mẫu tị hầu, tiệt trùng từng cái, môi trường vận chuyển bệnh phẩm và cồn 70 độ, hình thức chỉ định thầu rút gọn, giá trúng thầu 6,7 tỷ đồng. Nhà thầu trúng thầu công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ trang thiết bị y tế Thăng Long. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số tồn tại hạn chế, cụ thể như đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu không đảm bảo thời gian 7 ngày làm việc theo quy định tại gói thầu số 1, đơn vị trúng thầu thực hiện bảo lãnh hợp đồng sau khi hợp đồng có hiệu lực là không đúng quy định. Theo kết luận của thanh tra thì trách nhiệm này trước hết thuộc về Giám đốc CDC, trách nhiệm chính trực tiếp thuộc về trưởng bộ phận và các cán bộ, công chức, viên chức được phân công. Từ những nội dung nói trên, Chánh thanh tra tỉnh đã kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc CDC, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tập thể cá nhân có liên quan đến những tồn tại hạn chế nêu trên.